Xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo ngày của mình và quay trở lại với những cái hướng dẫn hay ở trên điện thoại iPhone. Tiếp tục để các bạn có thể có những trải nghiệm hay thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt cái chế độ thông báo hiển thị bảng xem chiếc ở trên điện thoại iPhone ở trên ngoài màn hình cũng như là màn hình khóa các bạn nhé. Và nếu bạn nào đang chưa biết cách để các bạn tắt những cái thông báo xem chiếc đi khi mà có những thông báo từ các ứng dụng ấy thì các bạn cùng theo dõi trong video này nhé. Đây, như các bạn đang nhìn đây chính là những cái tin nhắn mà hiển thị bản xem trước. Ví dụ như mình có một số tin nhắn ở Zalo nhé, các bạn sẽ nhìn thấy thì đây chính là cái thông báo, nó có hiển thị luôn cái phần là nội dung xem trước khi các bạn có thông báo đến đây này đó. Thì bây giờ để tắt những cái thông báo hiển thị cái bản xem trước này đi thì các bạn sẽ thực hiện cho mình các bước như sau nhé, cũng khá là đơn giản thôi. Thì bây giờ các bạn sẽ vào cho mình cái phần là cài đặt của máy nhé, các bạn vào phần cài đặt của máy này, sau đó thì các bạn sẽ chọn xuống cái phần thông báo ở ngay phần bên dưới này, các bạn chọn vào phần thông báo. Rồi, tại đây thì các bạn sẽ nhìn thấy trong cái mục là cái phần ba cái ô đầu tiên ý, có cái phần là hiển thị bản xem trước. Thì các bạn sẽ click vào cái phần là hiển thị bản xem trước ở đây. Trong cái phần này thì nó có ba cái mục để được chọn. Đầu tiên là phần là luôn luôn này, đó. Thứ hai là khi được mở khóa này, và thứ ba là không. Luôn luôn tức là khi mà bất kỳ khi nào các bạn dù để ở chế độ mở khóa hay là không mở khóa thì các bạn sẽ đều thấy được cái phần nội dung tin nhắn hiển thị bản xem trước khi có thông báo đến. Tiếp theo là khi được mở khóa này, những cái thông báo đến ấy chỉ khi hiển thị khi các bạn mở khóa, tức là khi các bạn mở khóa bằng Face ID hoặc là những cái công cụ khác thì các bạn mới có thể xem được bản xem trước. Và cái lựa chọn thứ ba là không khi nào, tức là khi mà các bạn nói chung là các bạn tắt cái chế độ hiển thị xem trước đi. Đó, các bạn kể cả mở khóa bàn phím, mở khóa màn hình hay là khóa phím màn hình thì các bạn không thể xem được cái bản xem trước này nhá. Thì các bạn để tắt đi thì các bạn sẽ chọn là không này cho mình nhá. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nhá. Mình sẽ tắt đi này và mình sẽ ra màn hình khóa này. Đó, đây. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái thông báo này, cái thông báo của mình nên nó đã không có cái phần là hiển thị đó, có một tin nhắn vừa đến này, nó sẽ không hiển thị những cái bản xem trước như lúc trước rồi nhá các bạn nhá. Đó, khi mà các bạn chọn như thế thì kể cả khi mà các bạn có mở khóa màn hình hay là các bạn khóa màn hình thì tất cả những cái nội dung cũng như là bản xem trước của các cái ứng dụng nó sẽ không hiển thị giống như mình đây nhá. Đây mình cũng đang mở khóa đây rồi. Đó thì nó sẽ không còn hiển thị nội dung xem trước nữa, các bạn có thể áp dụng cái cách này nhé. Đó là toàn bộ các bước để các bạn có thể tắt được những cái bảng thông báo, bảng hiển thị xem trước khi có các thông báo từ ứng dụng ở trên điện thoại iPhone. Thì bạn nào mà đang chưa biết cách thì các bạn có thể tham khảo cách này của mình nhé. Và nếu các bạn thấy những hướng dẫn của mình hay, hữu ích thì các bạn nhớ ủng hộ mình, like video và chia sẻ cho mọi người được biết đến cách này của mình nhé. Và đồng thời, bạn nào lần đầu tiên xem kênh của mình, các bạn ủng hộ mình thêm một cách các bạn cho mình một nút đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ các video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình nhé.